Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình nha. Hôm nay chúng ta cùng nhau trải nghiệm cái con Nobody Turn Around nha. Đây là một con game đang trong giai đoạn test thôi anh em ạ. Giai đoạn chưa demo ấy. Nó chưa mở hết nhiều cái mấy cái tính năng bên dưới này đâu. Chúng ta chơi thử cái phần story này trước nha. Đây chắc cũng chỉ là phần 1 thôi anh em. Kiểu như phần cốt truyện đầu tiên ấy. Giới thiệu. Một cái con game giờ là cuộc sống. Chắc anh em là vào vai một anh sinh viên nghèo ở Trung Quốc, vừa thì phải đi học vừa phải đi làm, hoặc là một anh thanh niên phải đi kiếm tiền bươn chải giữa cuộc sống, chứ hình như chưa hẳn là một anh sinh viên đâu, chứ không không phải vừa đi học vừa đi làm đâu anh ạ. Kinh okay. Có cái sắc này, sắc loan này. Anh thanh niên nghèo đến thành phố kiếm tiền thôi anh em ạ. Chúng ta giờ là cuộc sống này, xem cái mưu sinh, quá trình mưu sinh của anh ấy như thế nào đến thành phố ở Trung Quốc. Ôi kinh thật anh em, đúng thật phết, chạy linh tinh là tô đâm phát chết luôn mà. Số phận của anh thanh niên lơ ngơ, biết mới biết đường nhựa là gì ấy, đi ra ngoài đường đâm phát chết luôn. Liang zi, zhu dian ma, wo men zhe you chuang wei. Thuê phòng đây, chắc chắn là phòng không đồng rồi. Rồi tình hình là mình chưa có một xu nào anh em ạ. Để mình xem giờ đi kiếm tiền kiểu gì nhỉ, kiếm tiền ăn uống các thứ nữa chứ. À, đây là trung tâm giới thiệu việc làm anh em ơi. Ở đây rồi nó còn bắt kiểm tra một cái bài đầu vào, nó mới cho kiếm việc anh em ạ. 1 × 2 × 3 36 chia cho 4 chia cho 3. À, 5 2 5 30 1.000 100
11. Cái gì này? Nếu bạn cắt một cái hình tam giác á, sao bạn cắt một cái gì? Hình tam giác. Câu này khó thế. Một cái góc ở hình một hình tam giác à, thì còn bao nhiêu hình tam giác còn lại? Chịu 1, 2. Bao nhiêu cạnh à? Trả lời bừa đi. Gà với thỏ đặt vào chung một cái chùa có 30 chân nhìn thấy. Nếu mà có 5 con thỏ ở trong đấy thì có bao nhiêu con gà? Thỏ với gà chắc đều có 2 chân đúng không anh em? 10, 20. 5 là 10 là 20. Thế thì có 10 con. Bảy trinh. Cái này mình biết này. Viết khoa AB ABCDF à, BCDCF. It I dây nữa cái gì nhỉ? Cây eo em A B C D E F G H I K L M A B C D E F G H I K L M N O P T U V T U V Y X WX. Còn gì không nhỉ? À còn chữ Q nữa anh em. Chữ Q nữa. Trời ơi. Chữ Q không biết nó ở cái đoạn nào đây. Này hình như sai sai đâu rồi. Y Y ở đây phải Z này. K là M O V với U Z này hình như nó phải ở sau cơ. U V V W X Y N Z. Y N Z ở đây cơ mà. Hình như là thế này. Thế còn mình đang thắc mắc ở cái chỗ cái phần Q nó sẽ xuất hiện ở đâu. A C E A B C D E F G H I J J nó cái gì ấy? K L M N O P Q A à, Q R Q A Q R nó đây này. Q A S S C nữa.
UIS đây, TV nó đủ rồi đấy. Cái này chắc sai. Ừ. 90 điểm cái chicken Vera Beat đó. Chân được nhìn thấy. Nó có 5 con thỏ. 5 con thỏ thì là 10 chân rồi còn gì anh em. Thì còn lại là 10 con gà. 10 con gà thì chả là 20 chân. Tôi kể đi. Bỏ đi. Mất thời gian quá. Rồi sao? Mấy cái công việc đỏ đỏ này nó phải yêu cầu ấy à? Trình độ à? Thôi đi bê gạch thôi. Gạch lỗ này nữa này. Cái này cả mỗi gạch lỗ là được 3 tệ. Mười gạch lỗ và một cái đoạn thép. Đây là cái gạch gì ấy, cái gạch ống à, trông như thép ấy. Vì vậy trời, làm đây còn bị bắt nạt anh em ơi. Vãi chưởng. Đi làm thuê còn bị nó bắt nạt, nó đánh cho. Nên là mình đã sống được qua ngày đầu tiên rồi. Khổ thân anh. Đi theo tiếng gọi của đồng tiền Loan Sắc gọi cho mình. Mẹ gọi này. Không phải mẹ gọi mà đây là cái bà chủ phòng anh em ạ. Bà cho thuê phòng.
Nước tiểu mẹ. Ôi, từ cái phòng không su bây giờ nó bắt trả 20 tệ một tối này anh em này. Mình chia sẻ cái phòng này cho một người khác ở chung. Ok, không nó đuổi ra ngoài anh em ạ. Ok, đi kiếm tiền thôi. Ô, cái độ tức giận này. U buồn, đau khổ. Nhiều thứ nhỉ. Cái này là cái gì anh em? Mình đang có 102 tệ đây, nhiều tiền phết. Đi ra chỗ Rock Central này tiếp tục bê gạch anh em ơi. Ô, tự dưng được cho tiền này, thích vậy. Cái khu vực này còn bị cách ly cơ. Có thể tự động làm bê gạch được luôn. Kinh nhờ. Auto kiếm tiền luôn này. Có ông gì đây? Ông chú gì đây? Ông chú vay của mình 8 quay. Tôi cần 8 tệ anh em. Ok. Đấy, thế là quen biết được ông chú rồi. Mình đã quen được ông lãnh đạo cấp cao ông chú ở đây. Mua cái gì ăn đã. Ủa mà mình đang đứng ở đâu nhỉ? Tiếp tục vào bê gạch tiếp đi. Ăn xong tiếp tục bê gạch tiếp. Kiếm tiền. Trực tiếp bê gạch. Kiểu như này lao lực quá anh em ạ. Độ lao lực sạch sẽ nó cao, người nó mệt mỏi ấy. Đây này, anh ấy đang rất là giận nên mệt mỏi đây. Làm cái gì để giảm cái này đi, chắc là phải ngủ, ngủ hoặc là nghỉ ngơi. Được thôi, vào bê gạch tiếp đi bạn ơi. Muộn rồi, 3 giờ, giờ chiều rồi, không cho mình bê nữa. Thôi mình đi về mình nghỉ đi. Ở đây nó thiếu cái gì? Có mua đồ ăn được về ăn không nhỉ? Thôi đi về đã. Cảnh sát này. Cái option tròn bên trên này là cái gì? Đi khám phá thành phố tội gì nhé.
cái chính là cái chỗ vừa nãy mình ấy thôi. Công ty bên cạnh trên này, park này, công viên này, đi đây này. Chưa có kỹ năng không cho làm đây đâu. Nó phải có cái gì đó để cho mình cộng điểm kỹ năng ở đây. Cứ bê gạch nhiều là mình cho mình những cái điểm đây anh em này. Negotiate. Mình phải cộng 5 điểm này trước, sau đó mình mới được cộng sang điểm Security Guy, Ga, Flyboy, Đưa Thư, Phát Rơi, Heavy Lifting là cái nghề gì anh em. Học theo cái nhánh đi. Ui, còn làm được cả đầu bếp nữa này cơ. Strongman. Đây là chỗ nào đây? Chỗ này yêu cầu hơi cao nha. Thôi đi về ngủ giấc đã. À, chỗ này là chỗ nhà mình mà anh em. Bán quần áo này. Tí nữa anh em mà không thuê phòng ở ngoài anh em có thể ngủ ngoài ngoài trời luôn anh em ạ. Ngủ ngoài trời luôn. Chỗ này là chỗ nhà khu nhà mình. Rồi mình chạy ra đây là chỗ ấy này. Ô đêm nó không cho chạy. Rồi, khám phá. Cái khu này cũng hẹp mà. Có cả đánh cờ luôn ở đây cơ. Ác chiến nhỉ. Chiếc cha trả nợ. À hình như có khi mình nợ, đang nợ tiền của cái bà Loan sắc nhỉ anh em này. Mình không trả nợ nào ghi vào vò luôn. Vãi thật. Nó bắt buộc rồi, cái câu chuyện rồi anh em. Thương rồi. Chết rồi, bị thương anh em, bê gạch nhiều quá bị thương rồi. Vừa bị thương vừa đói. Mà bóc lột tiền nữa chứ. Bây giờ muốn đi chữa thương thì đi đâu nhỉ? Em kiếm ở đây có cái bệnh viện nào không? Restroom. Police, hotbook, làm gì có hospital anh em ơi. Ừ,
đến khu này tên xem cách chữa bệnh làm gì. Khu cách ly anh em này, vào đây test Covid. Tay gãy này thì thì có đi làm được không nhở, test thử nhá. Rồi xong. Vẫn được tiền nhưng mà cái sản lượng kiếm được rất là ít. Ô, tự dưng lại khỏi anh em ơi. Combo meal. Phải đi ra công viên. Khoát tờ heo, tắm ngoài này có bị lạnh không thoải mái anh em, đùa. Tắm tiếp phần nữa nè. Nghe kiếm bác sĩ đâu nhỉ? Chịu rồi đấy. Anh ấy trầm cảm mà chết. Thì thôi. Tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau rồi. Bye bye.